Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đức Bình, sinh năm 1983, trú tại xóm 6, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An. Sau một thời gian điều tra thu thập chứng cứ về các hành vi phạm tội của Hoàng Đức Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã có lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Bình về hành vi chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Theo Điều 257, 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can Hoàng Đức Bình để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày bắt được bị can để tạm giam. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 4 năm 2016 đến nay, Hoàng Đức Bình đã quan hệ, móc nối với các đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn, thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền, nói xấu chế độ. Bình đã cấu kết với nhiều đối tượng, lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh miền Trung để kích động các linh mục cực đoan và quần chúng tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối Formosa ở Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua. Hiện các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đức Bình, vào khoảng 10 giờ sáng nay, linh mục Nguyễn Đình Thục và một số đối tượng phản động đã kích động đám đông người dân tụ tập gây rối an ninh trật tự, cản trở giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Nhằm thực hiện âm mưu đen tối của mình, lấy cớ gây áp lực cho cơ quan chức năng phải hạ bị can Hoàng Đức Bình, linh mục Nguyễn Đình Thục cùng một số đối tượng phản động khác đã kích động người dân tụ tập gây rối, làm ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ. Thì biết rằng việc làm của họ như thế là một việc làm cực kỳ sai trái và chúng ta phản đối cái việc làm của họ. Nghe theo lời xúi dục của linh mục Nguyễn Đình Thục và một số đối tượng phản động khác, rất đông người dân, chủ yếu là phụ nữ, dùng gỗ, gạch đá chắn ngang quốc lộ, không cho các phương tiện lưu thông. Sự việc diễn ra đã làm cho quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn An bị ách tắc kéo dài hơn 1 km, gây bức xúc cho rất nhiều người và phương tiện tham gia giao thông. Khi lực lượng chức năng đến làm nhiệm vụ vận động đám đông giải tán, phân luồng, các đối tượng quá khích đã tràn ra đường, không cho các phương tiện quay đầu hoặc đi vào các lối rẽ. Đồng thời, có các hành động chống đối lực lượng chức năng. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi các đối tượng quá khích đã bắt giữ trái phép một số cán bộ chính quyền, đoàn thể đến trực tiếp tại hiện trường vận động người dân. Bây giờ chúng ta sẽ không ở đây nữa, mà chúng ta sẽ di chuyển đến một vị trí mới. Đó chính là trụ sở ủy ban, không phải, ở nơi tạm công an của huyện Diễn Châu. Đến 15 giờ 30 phút chiều nay, các đối tượng quá khích đã kéo đến trụ sở cơ quan công an huyện Diễn Châu để tiếp tục gây rối. Ngay sau khi gây rối cản trở giao thông, đặc biệt là bắt giữ người trái phép tại địa bàn xã Diễn An, Nguyễn Đình Thục đã tiếp tục kích động một bộ phận giáo dân cùng những đối tượng cực đoan kéo ra bao vây gây rối trước trụ sở công an huyện Diễn Châu. Với sự hậu thuẫn của một nhóm đối tượng cực đoan, Nguyễn Đình Thục đã có những lời nói xuyên tạc về việc công an Nghệ An bắt giữ đối tượng phản động Hoàng Đức Bình, đồng thời kích động, hô hào, gây sức ép, đòi cơ quan chức năng phải thả đối tượng phản động Hoàng Đức Bình. Ngoài ra, Nguyễn Đình Thục còn yêu cầu những người có mặt tại buổi gây rối này tiếp tục hiệp thông, đồng hành, tạo thanh thế để buộc cơ quan chức năng thả đối tượng vi phạm pháp luật. Mặc dù cơ quan chức năng giải thích Hoàng Đức Bình là đối tượng nguy hiểm, nằm trong tổ chức phản động, luôn mang dã tâm cùng mưu đồ chống phá, gây bạo loạn nhằm lật đổ nhà nước Việt Nam, Bộ Công an chỉ đạo Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng phản động này là nhằm lập lại an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên cho đất nước. Tuy nhiên, nhiều đối tượng cực đoan vẫn cố tình gây rối, nên Công an tỉnh phải triển khai lực lượng để giải tán đám đông. Dư luận đặt câu hỏi, Nguyễn Đình Thục có quan hệ như thế nào với đối tượng phản động Hoàng Đức Bình mà sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An tiến hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Bình, Nguyễn Đình Thục
lại có những hành động cực đoan, gây rối và bất chấp những quy định của pháp luật như thế. Thưa quý vị và các bạn, vào cuối buổi chiều nay, được sự tuyên truyền giải thích của lực lượng chức năng về hành vi phạm tội của Hoàng Đức Bình và nhận được sự phối hợp của một số chức sắc chức việc giáo xứ lân cận có mặt tại hiện trường, vận động Linh Mục Nguyễn Đình Thục và đám đông người dân bảo vệ trụ sở Công an huyện Diễn Châu đã giải tán ra về. Các đối tượng quá khích cũng đã thả số người bị bắt giữ trái phép. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành lập hồ sơ điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn huyện Diễn Châu trong ngày hôm nay.